Hey, xin chào anh em đã quay trở lại với Motion ATM, lại là Huy đây. Trong video ngày hôm nay thì Huy sẽ tiếp tục cập nhật về thành giá của Bitcoin với chủ đề đó là nhu cầu về Bitcoin thúc đẩy ransomware. Và ransomware này là gì á? Thì mình sẽ nói trong video nhé. Và Bitcoin nó có thể là lên 10.000 đô ha. Và nếu đây là lần đầu tiên mà anh em biết đến Motion ATM, thì nhấn nút đăng ký và nút chuông bên phải để không bỏ lỡ những video của Huy và team trong tương lai nhé. Không để anh em chờ lâu nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu video ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ tham khảo một bài viết ở trên tạp chí Forbes là với tiêu đề đó là Bitcoin, nhu cầu của Bitcoin đang thúc đẩy cái ransomware này, cái nền công nghiệp ransomware trị giá là 1,4 tỷ đô ở US, ở Mỹ ha. Ok, và cái nội dung bài viết này á, và ransomware này là gì thì mình cũng nói luôn cho em biết, đó là ransomware này là một loại phần mềm độc hại có mục đích là tống tiền người dùng bằng cách là xâm nhập vào máy tính và thao túng dữ liệu của nạn nhân ha. Và Bitcoin hiện tại, cái nội dung bài viết này là Bitcoin và các loại tiền tử hiện tại đó là đang thúc đẩy cái làn sóng tấn công của ransomware này tới này, giai đoạn là 1,4 tỷ USD của tin tặc Mỹ mà hóa dữ liệu của nạn nhân, rồi sau đó là yêu cầu nạn nhân là phải trả một khoản phí là bằng Bitcoin hoặc là một số loại tiền tử khác để lấy khóa giải mã cần thiết để giải phóng dữ liệu. Có thể hiểu nôm na như thế này là khi mà anh em nhấn vào một đường link có mã chứa mã độc thì nó sẽ khóa cái máy tính hoặc là cái dữ liệu của anh em, và nó sẽ yêu cầu anh em là phải mua Bitcoin hoặc là mua một số tiền điện tử, loại tiền điện tử khác để nhằm để chuộc lại cái phần mềm đó và gửi gửi cho cái tội phạm hacker ha. Ok, và hầu hết các cuộc ransomware này là bắt đầu như là các cuộc tấn công email email lừa đảo ha. Ok, và ransomware này nó có thật nha anh em, và nó có thể là xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta. Và ransomware này đã xuất hiện trong nhiều năm và tiền điện tử đang là công cụ là tăng tốc mới nhất của cái loại hình này. Ok, và chúng ta sẽ quay lại cái video của Bitcoin ha. Khi mà nhu cầu về Bitcoin tăng thì cái lượng cung của Bitcoin nó cũng có giới hạn, cho nên là mình nghĩ là khi mà cái này này cái tin này nó ra thì nó cũng có ảnh hưởng tích cực đến Bitcoin ha, giá của Bitcoin. Ok, chúng ta sẽ quay lại cái video của Bitcoin ở trên không daily ha. Ok, trên không daily chúng ta sẽ có một cái xu hướng tăng hơn nè, như anh em có thể thấy, quan sát rất là dễ thấy không. Ok, và Bitcoin này hôm sau khi mà nó phá được cái mô hình tam giác tăng này, nhưng mà nó phá xuống cái cạnh dưới là nó phá hủy vỡ cái mô hình cái nó tăng này theo cái chiều hướng xấu, thì chúng ta có thể thấy là Bitcoin nó đang đâm rất là mạnh. Và chúng ta có thể thấy được nữa là cái mô hình vai đầu vai ha. Ok, đây là cái vai này, chúng ta có thể thấy đây là cái vai vai trái của Bitcoin này. Đây là cái vai trái của Bitcoin và đây là cái đầu ha, và đây cũng là cái vai vai phải của Bitcoin, và đây cũng là cái đường neckline, là cái đường đường cổ của Bitcoin. Khi mà nó giá nó break ra khỏi cái đường này thì nó đâm đâm rất là mạnh, nó phá vỡ cái mô hình đúng theo cái lý thuyết trong sách giáo khoa của cái mô hình vai đầu vai ha. Và kèm theo đó là cái lượng volume này, cái lượng giao dịch nó cũng giảm, là nó thỏa mãn điều kiện của cái mô hình giá đảo chiều này. Và theo như mình thấy thì khi mà cái mô hình giá đảo chiều cũng như là cái mô hình tam giác tăng nó bị phá vỡ theo hướng ngược lại thì nó có khả năng là nó sẽ ủng hộ cho Bitcoin, nó sẽ đâm xuống cái vùng gọi là cái vùng chuyển giao xuống, cũng là cái vùng hỗ trợ tốt của Bitcoin trên không daily, đó là từ vùng 8.400 đến 8.600 thôi. Và cái vùng này mình đo ở các video trước thì mình đo khá Fibonacci thì mình thấy cái vùng này khá là tốt, nên chúng ta sẽ chờ mua ngay tại đây ha. Ok, và cái vùng hiện tại là cái vùng 9.000 đến 9.200 này đó, cái vùng hỗ trợ này đó. Mình thấy là khi mình nó hình thành setup bin ba này, bin ba kết hợp là phi kỳ tăng giá, nhưng mà cái setup này nó chưa đủ sức để đẩy giá Bitcoin lên, cho nên chúng ta nghĩ đến một kịch bản là Bitcoin nó sẽ phá được cái vùng mà hỗ trợ 9.000 9.200 này luôn, và có thể là nó sẽ hầu xuống, nó sẽ đâm xuống cái vùng 84 86, chúng ta sẽ mua lên ha. Hoặc là nếu ngay tại chín vùng 9.000 9.000 cho đến 9.200 này mà nó hình thành cái setup pin ba tăng giá đẹp á, như là cái thanh pin ba như cái này này, như cái nến này là một cái nến pin ba rất là đẹp, đây là một ví dụ. Nó có thể xuất hiện ở trong cái vùng mà giá hỗ trợ này, chúng ta sẽ có một cái lệnh mua lên ha, rất là đẹp luôn. Còn hiện tại nếu là nó cứ như hiện tại nó đóng nén hơn, như cái nén hôm qua là nó đóng nén một cái nén bearish này với cái lượng volume cũng lớn hơn cái nén bullish phía trước, cho nên chúng ta sẽ nghĩ đến một kịch bản là Bitcoin nó sẽ
đâm về, nó phá cái vùng hỗ trợ và đâm về 84 86 thôi. Và với mình thì nghĩ là nó sẽ hầu về cái vùng dưới này rồi nó sẽ bung lên rất là mạnh, cùng với hàng loạt các tin tốt ảnh hưởng đến Bitcoin như như các video trước mình đã chia sẻ cho anh em ha. Ok, tiếp theo là cái đồng Bitcoin Cash nè. Tại Bitcoin Cash thì nó có một cái setup, nó đang ở trong cái giai đoạn sideways ha nè, nên là nó chạm kháng cự, nó bật xuống lại chạm hỗ trợ, nó cứ liên tục như vậy, nó đang sideways trong cái vùng giá hỗ trợ và kháng cự. Và hiện tại thì nó cũng hình thành setup tăng giá, biên ba tăng giá đu dài này, và mình đặt một cái lệnh là long ở 210, long ở 216 ha, long 216 là 50% của thanh biên ba này ha, nhưng mà cái lệnh này nó chưa khớp anh em. Và hiện tại thì nó đang cũng đang chạy được, nếu nếu nó khớp rồi thì nó đang chạy được 5-6 giá rồi ha. Và hiện tại cái kèo này chúng ta vẫn có thể treo được, khi mà nó về nó đón thì nó sẽ long lên, khi mà nó chạm về cái vùng hỗ trợ chúng ta sẽ đón long lên lên cái vùng kháng cự ha, bởi vì nó đang sideways trong cái vùng hỗ trợ kháng cự. Còn khi mà nó bơm nó đâm xuống, nó phá luôn cái vùng hỗ trợ này luôn, nó phá cái mô hình sideways này, nó sẽ đi theo cái mô cái xu hướng nó là xu hướng giảm mà ở trên khung khung daily, cho nên chúng ta sẽ khi mà nó xảy ra chúng ta sẽ tiếp tục nó follow theo cái xu hướng của Bitcoin Cash. Ok, tiếp theo là cái đồng Ethereum. Ethereum thì trên xu hướng không daily thì chúng ta thấy là Ethereum nó đang ở trong một cái xu hướng tăng dài hạn hay nè, với việc là nó vừa phá được, nó liên tục nó phá đỉnh, nó phá đỉnh cũ rồi liên tục nó phá đỉnh cũ, đây là một lần phá này, sau nó quay và nó pull back để nó test lại cái vùng hỗ trợ và nó bung lên lại, nó phá vùng đỉnh cũ luôn. Và hiện tại nó đang được nằm trong vùng hỗ trợ, nó đang nằm trong vùng retest lại cái vùng hỗ trợ ha. Và hiện tại thì chúng ta có thấy được một setup đó là phê kỳ tăng giá như đây, nhưng mà cái setup này nó chưa khớp anh em, nó chưa, chúng ta sẽ đặt một lệnh là long ở cái mức giá cao nhất của ICP này và stop loss phía dưới, cách phía dưới đại địch này một chút để tránh trường hợp bị quét stop loss ha. Và cái kèo này chưa khớp mà, và mục tiêu và trong giai đoạn này chúng ta nên kiên nhẫn, nếu chúng ta sẽ quan sát tiếp, nếu chúng ta có một setup binh ba hoặc là phê kỳ tăng ngay tại cái vùng hỗ trợ phía dưới này, chúng ta sẽ có một cái lệnh có cái điểm entry nó tốt hơn cái setup phê kỳ tăng giá này hơn em. Ok, và có mục tiêu chúng ta là chúng ta sẽ long hay xu hướng là xu hướng tăng đối với cái đồng Ethereum Ethereum này ha. Ok, đa số là các cái kèo Bitcoin, Bitcoin Cash và Ethereum đang là trong xu hướng tăng, cho nên anh em nhớ follow nhé. Ok, và anh em muốn có các kèo lướt sóng trong ngày thì anh em nên tham gia vào group channel VIP của team mình đó. Anh em lên Telegram search là cộng margin gạch ngang hay trên enter, nó sẽ ra kênh thông báo và anh em sẽ ấn vào nút discuss là nút vào group chat. Anh em trên group này thì sẽ trao đổi về kiến thức trading cũng như là long short margin. Và anh em khi mà anh em muốn tham gia vào group VIP channel VIP thì anh em ấn là search vẫn và VIP signal này, và anh em sẽ làm theo cái này để tham gia vào group channel VIP của team mình ha. Group channel VIP của team mình này nó khá là ổn, anh em có thể thấy là cái lợi nhuận này, theo các bot có lợi nhuận rất là tốt ha. Đụng mà TP4, TP3, TP4 là tầm 75 đến 100% trên một lệnh thôi. Ok, và cái video nhận thị trường của mình ngày hôm nay đến là kết thúc. Và trước khi kết thúc video thì với các anh em chưa tham gia group Motion ATM thì hãy scan cái mã QR code trên màn hình hoặc tìm kiếm trên Telegram bằng cách search a cộng Motion gạch ngang ATM để tham gia nhé. Và xin cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ha. Bye bye anh em.